Chào mừng cô chú và tất cả các bạn nha. Thì sáng hôm nay mình nghe anh thấy anh đang bầu bưởi ở nhà. Bữa nay anh không có đi làm nên là mình vô mình xem anh bầu cây nè. Bưởi của anh thấy hồi xưa là mua giống cũng ít, thì từ từ anh bầu ra nhiều á. Ngay nhà mình anh bầu anh trồng ra nên là cái gốc mình thấy nó khít á, nhưng mà giờ trái cũng nhiều lắm. Thì mình lại mình coi anh thấy anh bầu như thế nào nha. Được, bầu được nhiều cho anh thấy. Ăn nhánh này nha mọi người. Rồi anh làm hay quá à. Mấy cái bữa này kết nối một cái cọng dừa nha. Kết nối nữa hả? À, mấy cái này giờ là nó muốn chín luôn, em thấy nó nặng ghê. Cái này là anh xem trên mạng rồi đó. Ồ sao anh bầu vậy? Thì đầu tiên em thấy mình đang trộn cái muỗng dừa. Cái này không có thuốc chơi. Này anh không có thuốc kiến nữa nè, đừng ăn. Đúng rồi, phải trộn cái thuốc chống kiến vi khuẩn ăn nè. Mà này không có muỗng dừa quay nè, này cả 2 năm rồi nè. Muỗng dừa này nó kích thích cho nhanh ra rễ á. Mà này không trộn thuốc tại mình trồng á người ăn. Dạ. Nên là không trộn thuốc nhiều. Thuốc nhiều cho nên là nó yếu cây quá. Có xài thuốc nhiều nó yếu luôn rồi. Kích thích ra rễ hả? Lúc đầu thì nó tốt dữ lắm luôn á, nhưng mà ăn nó không được bền. Cho có thuốc kiến không cha? Thuốc kiến. Ừ. Mà thuốc kiến phải có bao tay đúng không? Đây, nhìn vô. Đây em thấy làm cái bầu nè. Xưởng vậy nè. Dùng lọc xưởng hả? Đây em thấy mình bầu được nhánh này nè. Hai nhánh luôn, kia nhánh nữa vậy. Anh cột cái thương quá ha. Đây em thấy anh cột ngang eo ếch nữa nè. Tại mình ra hơi trễ nên là anh thấy anh cắt da rồi. Không có thời gian này anh cắt nửa tháng mới bầu ạ. Cho nó. Mày đưa chú này vô đây. Đó, anh cột làm 3 khúc. Mình xiết thì sao cho cái bầu này nó chặt nè. Thấy mấy người ta làm cây á, người ta bó liền một khúc dây luôn, chứ người ta không cắt luôn anh thấy. Ừ, đó hay đó. Mình làm dài lắm. Mình bó đại à. Yêu cầu nó ra rễ là được. Nhà anh quay nên nó không được đẹp. Đó. Yêu cầu ra rễ chất lượng là được, chứ đâu cần buộc đẹp chi anh thấy. Giống quá bánh tét quá ha. Đây nè, anh thấy anh khắc cái da trước nè. Cái da của anh ta khắc dài rồi nha. Dạ, của anh ta khắc dài lắm mà anh thấy anh làm cũng hơi ngắn nè. Khắc dài nó bị cái nhánh nó bị vàng rồi anh ơi. Khắc càng ngắn càng tốt, cái ngắn để lâu tốt hơn. Cái khắc dài cái nhánh nó bị vàng. Cũng có kinh nghiệm ha. Ừ, anh lồn ha. Cô Năm có coi gạch heo có trứng cái gì thơm của ta ta. Đứng đây mà nghe mùi. Cái khắc dài là nhánh nó bị vàng nhé. Nè, anh thấy anh lấy cây ghim, anh ghim cái vịt này giống như người ta mai chỉ lược á. Cho nó định hình lại đang chút nữa mình dồn cái muỗng dừa vô đây. Và tiếp theo đi chứ. Và tiếp theo là một con dây gì số 8 chúng ta quấn. Quấn định hình, quấn định hình. Đây. Hai vòng chiếc lại. Đây. Và sau đây. Và. Đây được nghe. Đó. Rồi. Rồi chúng ta bỏ cái vô. Mất tiền. Rồi nhìn thấy anh bỏ vùng dừa vô nè. Đó, nghe người vô. Cái cây bưởi này xanh ghê anh ơi. Không trái chết cũng... mới gãy phân nữa thanh lại rồi nghe. Trái nó cũng bự nữa. Đây bỏ vùng dừa vô. Bỏ vùng dừa vô. Cây này nhánh này bỏ cho bự một chút. Đó anh thấy anh dừa vô rồi nè. Trời ơi, hai con mèo nó leo lên cái đống tro trấu của anh nó ngồi kìa. Anh đó bảo ngồi hả? Nó còn này gọi là bầu củ tỏi, nó rất giống cái củ tỏi mình ăn. Cái là bầu củ tỏi. Nó không bự, không quá bự. Rễ nó nhanh ra, ánh nắng nó quang hợp vô á thằng ăn. Nó mau ra.
Vậy anh giờ anh bao à. Anh bao kiểu củ hành ghê. Kiểu củ hành dài hơn chút. Củ hành dài hơn chút nha được không? Đây anh xiên giữa là chỗ xiết cho chặt cho nó không bị xây vào, nó mau rễ nó ra được anh nè. Anh ong vào nữa. Đây, đó. Thấy chưa? Thấy chưa cả nhà mình ơi. Đây. Rồi xong. Mình làm sao mà cho cái bầu này càng cứng thì nó sẽ càng nhanh ra rễ. Đó. Cái cây này hả mình khắc nhiều hơn thấy. Cái cây kia hết rồi đen. Ủa cây này luôn chung cây hả? Ừ đúng rồi, cây này 5 nhánh hay 6 nhánh không nhớ. Ừ. Cái này là mấy cái nhánh mà nó bị khô khô là anh thấy anh cưa trước rồi đó. Cưa cho nó ra nhánh khác rồi nè. Anh Thái đi bó cây, anh đeo một chùm dây rồi giống như mấy người hồi xưa người ta leo lên nóc nhà, người ta lợp nhà. Đeo theo một bó lạc dừa. Hồi xưa mà mỗi lần lợp nhà vui vậy anh Thái, người nào cũng đeo một chùm cái leo lên. Đeo một chùm mấy ông này, ông đeo một chùm, một ngày đeo một chùm mà tính ra hai chùm á. Đó anh thấy anh dồn vô nè. Sáng có nắng nắng gì làm ngon anh thấy. Ờ nắng mới bầu được nè. Mưa ừ. Nắng bầu mau ra hơn, nắng vậy nè mấy đồ mới ngon. Hôm nay mưa nắng bầu chứ. Anh thấy anh mạnh ghê, anh siết một cái là anh thấy anh cứng luôn á. Anh thấy này anh làm bầu nào cũng giống nhau ha, ở giữa anh làm một cái thật là cứng nữa nè. Ba tới bữa nhìn đẹp ghê. Ừ, đây nè. Chín nè, sắp chín rồi mẹ. Cầm này ăn được không? Năng rồi, sắp chín rồi anh thấy. Cái cây bưởi này nó sai. Đây có con rắn này cũng sắp chín rồi nè, hơi vàng vàng rồi nè. Được nghỉ làm mấy bữa anh thấy? Chưa thông báo rồi, chưa có nói ngày làm rồi. Ông chủ cũng về Trung Quốc á. Ừ. Hôm sáu ông về từ ngày mà không biết ông quay lại ngày nào. Ông quay lại ông gọi cho mình ha. Ờ ông chú Năm làm chung gọi cho anh. Ừ. Đi 8 giờ tối gọi sáng mới làm. Ừ. Khi vừa nó nhập vô gấp quá rồi nghe. Ừ. Anh thấy ở nhà làm được nhiều việc. Bầu cây xong hết tới nước cạn đi múc bùn. Cũng không có được ở không. Chiều nay nước cạn mình xem thấy móc bùng nha. Chiều nay móc bùng nè. Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đã thực tha qua câu Hồ Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào các bắt đầu. Yeah. Rồi. Tuyệt lắm. Bữa trưa nay nước cạn Dượng Nằm với anh Thái ra móc bùng. Cái con này nha, học nghe nè. Qua wow, lại kỹ ta. Anh thấy anh bắt mấy ốc anh bỏ vô cái bồn á. Dạ. Hãy xem chương trình Pha Qua Cô Hồ Chí Minh. Liền cái đó bồn văng lên Dượng Năm vẫn chửi luôn cái. Ốc nè, ốc nè. Đó. Dượng Năm vẫn bắt ốc quá trời luôn. Chiều nay có món ốc kho sả ớt kìa. Dượng Năm mình vẫn móc bồn khỏe lắm. Vẫn móc quá trời bồn luôn. Anh Thái thả anh chọc vào ngồi thở cái chết. Dượng Năm là vẫn mần khỏe hơn thanh niên. Năm lớn tuổi rồi. Sao mà ăn? Bằng tuổi Dượng Năm mà thải bùn về là dữ lắm á. Đó, thấy không? Ho, còn thấy không? Mềm quá, bùn mềm quá. Bùn cháo không à? Ừ, cái này bị bùn cháo. Cái này bơm lên nó mấy con mẹ ơi. Mà cái này hơi bị cay nên khó bơm anh thấy.
Đó, nãy nó anh khỏe lắm mà thở cái gì em phát hiện rồi nha. Tát thêm rồi Thắng. Tát bớt rồi Thắng, có thùng á. Tát đổ đó. Tát bụng ra ngoài hả? Tát nước ra ngoài. Có thùng cả, thùng cả. Không được. Thùng đó. Chút nữa mình coi anh thấy bắt ốc. Cái gì? Ổn hả? Thì tát đi, tát đi, tát đi chứ. Đặng ta khai này xuống. Khai xuống. Đó, vậy nào mình khai nước xuống. Cô Năm bữa nay là làm hậu cần ở nhà lo cơm nước. Rồi Dượng Năm với anh Thái đi bốc bùn. Rồi chiều cô Năm ra phụ mình nữa. Đó Dượng Năm bắt được tép rồi kìa. Bỏ vô bầu. Tính ra đi móc bùn mà hồi chiều về là có được bữa ăn luôn á. Anh Thái đang múc nước, tát nước ra nè. Bùn non. Ở mình múc ra ngoài đó hồi nữa mới múc đó cũng chảy vô chứ gì anh Thái. Bùn non mà. Nghe đài báo năm nay bị nước mặn dữ lắm mà không biết sao này Dương Nam. Hồi sáng con cưng thấy đài báo kêu là năm nay là nước mặn nhiều nè. Thấy dầu nữa. Nước mặn là cây cối rồi tiêu hết. Dạ. Trồng cây lâu năm thì được. Ôi cây kìa. Trồng riêng với mít rồi chết nè. Dạ. Bữa trưa ra đây coi anh thấy Dượng Năm móc bùn nè đã ra thấy mát vậy. Thấy cái muốn phóng xuống vậy. Anh Thái được nghỉ làm 2 ngày nên anh phụ Dượng Năm nè. Hai cho con là buổi chiều nay chứ không rồi đây tới đó rồi. Không rồi nữa đâu. Tại vì cái mương này quá nhiều bùn nè. Không, vườn mận đó được thước rồi đó. Dạ. Anh Thái anh múc có khi nào ngồi nữa lội cá lóc lên không? Mận em khỏe hơn. Vườn Nam nhớ nói cái gà của Dưỡng này là mười mấy năm rồi. Hồi xưa mua 70 ngàn. Giờ cái gà này nếu tính giá trị ra chắc phải gần cả triệu à. Mười mấy năm về trước 70 ngàn lớn lắm Dương Nam ơi. Ừ mà gạo khác mà nó không yên bạn. Mười mấy năm về trước hồi con đi học mẹ cho 200 đồng mà. Giờ 200 đồng không có xài nữa. Pha quá tu. Coi chừng quan túng Dương Nam cái Dưỡng Phan cái gạo ấy. Đây cô Năm mình ra cô chặt lá chuối cô cho. Cô chặt lá chuối cô cho rồi phơi đó luôn á. Chút nữa cái mình làm bánh.